Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Khoai TV. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế cái máy cắt xốp nhé. Chế cái máy cắt xốp bằng cái dây trở nhiệt này các bạn này. Cái này là dây trở nhiệt đấy. Mình cấp nguồn điện vào đây, nó sẽ tạo ra cái nhiệt để mình cắt cái xốp. Cái này mình có thể lấy ở những cái ống sấy hoặc là những cái đầu khò để tạo cái nhiệt khò hàn hoặc là ống sấy tóc ấy các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu nhé. Mình sẽ sử dụng cái cán cưa này. Cưa này là cái cưa lọc của mình dỡ ra mình làm. Rồi. Đây vật liệu mình sẽ sử dụng cái đây là mấy cái đầu cốt này các bạn. Khi dây vào nó nóng sợ nó chảy, mình sẽ dùng đầu cốt này để nó ổn định nhé. Sử dụng một con ốc này. Và mình sử dụng cái miếng này để cách điện cho cái chân dưới luôn. Tí mình sẽ dỡ ra. Ở đây nãy mình có kiếm cái lò xo nó bé hơn nhưng không có, mình sẽ sử dụng luôn cái lò xo to này. Thì nó khi cái dây trở này, dây này nó sinh ra nhiệt, nó sẽ bị giãn dây, thì mình sử dụng cái này để nó căng cái dây ra. Sẽ hơi căng nó ra nhé. Mình cắt thì cái xốp của mình nó không được dày lắm, nó chỉ tầm hơn phân này. Thế nên mình sử dụng như này là đủ rồi. Cái này mình sẽ cấp một cái đường nguồn lên trên cái này, cấp trực tiếp vào cái ốc này. Còn một cái đường mình sẽ sử dụng cái miếng này để mình cách nhiệt. We'll be right back.
để tầm lại thôi, các bạn chỉ cần cắt đấy. Như cái xốp mình cắt 1 phân đến 7, 8 phân cũng cắt được. Thế nhưng mà cái này mai kiếm cái lò xo, mình có thể thay cái lò xo đi được. Thay cái lò xo đi cho nó ngắn cái khúc này lại. Nhưng mà mình đang có cái này, mình sử dụng luôn cái này thôi. Khi nó nóng là nó giãn cái kia ra. Cái này các bạn điều chỉnh cái đồng hồ cho nó phù hợp cái nhiệt độ là được. Không nên là cắm thẳng vào bình ắc quy các bạn nhé. Cắm thẳng vào bình ắc quy, những cái đoạn dây này nó ngắn như thế này nó đứt ngay. Các bạn nên sử dụng cái, các bạn nên sử dụng cái nguồn ấy. Nguồn hoặc là cái nguồn của máy tính, mình chỉnh sao cho nguồn gì đó điều chỉnh được cái điện áp thì nó sẽ không bị đứt dây. Nếu các bạn sử dụng trực tiếp cái nguồn mà ắc quy là cái này nó không chịu được. Nếu sử dụng trực tiếp nguồn ắc quy thì mình phải cho cái dây, nó cái dây trở nhiệt này nó dài hơn các bạn. Chứ ngắn như này thì không chịu được đâu. Mình sẽ cấp nguồn nhé, thử luôn. Đây mình sẽ về không đi, không có cái này mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ, xem cắt cái nhiệt độ là phù hợp. Đây, mình sẽ tăng lên này coi này. Đây, thấy dây đã hơi ấm ấm rồi. Và nhìn dây nữa. Đấy, mình sẽ tăng lên dần dần, xem một cái nhiệt độ nào nó phù hợp. Nếu các bạn có đồng hồ cấp nguồn thì là tốt, không thì các bạn sẽ sử dụng cái bình ắc quy, xong là mình đo xem cái dây này nó nằm trong ngưỡng tầm bao nhiêu. Đấy, ra là nóng rồi các bạn. Đây rồi, cam rất là ngọt nhé. Đây này ở cái xúc của mình là 4 phân đây rồi. Ở 7.2 cái này cắt rất là ngọt, bật lên cái cắt được ngay. Đấy không? Mình có thể thay cái này các bạn nhé, thay cái lò xo này cho nó cao hơn lên trên này. Như cái này có thể nó kéo giãn ra này. Rất là đơn giản đúng không? Đấy là ở 7.2 các bạn nhé. Đây cái dây này nó tầm đấy là nó có thể xài được rồi. Án dòng 3.183 các bạn. Đó, khoa TV. Chúc các bạn thành công.